Hiện tại vẫn đang là một sự khó chịu của Bảo Nam dành cho Sơlop. Iman đã ẩn trong quả smoke này và Iman có một Iman xây nổi và Iman có một cái double kill. Với tình huống bắn quá tốt của Iman và nhất là khi Hải Saki vẫn còn sống nữa. Chỉ còn đó Crozy với cả cái tên Simon T là người còn sống bên phía Bảo Nam United. Bắn quá chiến vạn lại là Iman. Tôi không biết được là nhắc đến Iman bao nhiêu lần rồi, nhưng bắn thế nào cũng chết người cả. Và bây giờ thì Iman còn thậm chí là muốn quét luôn toàn bộ phía Bảo Nam nữa cơ. Ờ kìa, không thể tin được bắn đó lại là Iman. Thậm chí là muốn quét luôn toàn bộ phía Bảo Nam nữa cơ. Ờ kìa, không thể tin được bắn đó lại là Iman.